Xin chào các bạn. Mình hôm nay giới thiệu với các bạn cách đi dỡ lạc của quê mình nhá. Hôm nay mình đi xuống đồng để dỡ lạc cùng gia đình này. Đó, các bạn nhìn này, củ lạc này. Đó. Trời thì trời nắng mà các bạn nhìn, quốc lạc vác quốc từng khóm một. Ôi giời ơi, vất vả lắm các bạn ạ. Đấy. Thế mà đi ra chợ ăn củ lạc cứ bảo ôi không ngon mấy, không ngon mấy. Đắt quá, đắt quá. Đó, các bạn nhìn này, một khóm lạc rất là sai. Thế còn những khóm này thì có được mấy củ đâu các bạn. Đó. Đây, cuốc xong, công đoạn cuốc xong bắt đầu lại nhặt nha các bạn này. Đây, lại một người nữa phải đi rũ nhặt như thế này các bạn này. Đó. Vất vả lắm. Đấy. Đi rũ từng củ một. Vất vả lắm các bạn ạ. Con củ nào chắc chắc ấy thì còn rụng hết ở đây chứ. Khô hết mẹ nó rồi. Này về đỡ phải thôi. Thời tiết đợt này nắng quá. Cái này rụng hết còn được 2 củ. Nhưng mà những củ này thì tối hết rồi còn đâu. À vẫn còn. Hôm nay nói chung là mất mùa toàn diện. Cái gì? Ngộ cũng kém. Đấy, có thấy vất vả không? Khổ quá. Lại đến một công đoạn nữa các bạn nhé. Khi mình nhặt từng khóm vào rồi ấy, xong bắt đầu mình thu đống vào đây là lại chặt bỏ cái gốc này đi các bạn. Trở thành cái đĩa lạc rang trên mâm rượu các bạn nhá. Người nhà nông bọn mình phải vất vả những từng công đoạn như thế này. Đây là chỉ mới có đi dỡ về thôi các bạn ạ. Còn từ khi chúng mình rồng ấy, vất vả lắm. Làm đất trồng lạc xong rồi tới cỏ, vun. Hôm nay mình chỉ cho các bạn xem cái công việc là chỉ có đi thu về thôi. Xong về còn lại phải vặt ra từng củ xong rồi phơi các bạn ạ. Sao không phơi cả gốc ạ? Phơi luôn cả gốc à? Chiều nó nắng mà đi đâu? Nắng. Mai ngày kia nó mưa rồi. Đài thì báo thế, chẳng biết có mưa không. Hôm kia ở trên cốc mưa to lắm. Em đi đến qua cây xăng Mai Thuyết bắt đầu nó mới mưa. Nhưng mà mình đây thì lác đác mấy hột. Buổi chiều ạ, chiều kia. Giờ cái trận mưa trên cốc mà nó chuyển về đây thì thoải mái nhổ lạc đi. Chắc là mưa từ Yên Bái. Về đến mình đây thì hết. Cốc hay mưa lắm.
Vâng. Ôi em lên đến chỗ chợ Cốc một cái em phải chạy vào em chú mà ôi nó mưa như hắt nước vào mặt ấy. Vâng. Khả năng mình phải chuyển ruộng lên đấy mà làm cho nó. Ôi trời ơi, nắng quá rồi các bạn ơi. Đấy, mới chặt được có bao nhiêu cái cây. Lúc vào tải xong mới vác về các bạn ạ. Vất vả lắm các bạn ạ. Công việc của những người nông thôn không giới thiệu lên thì các bạn không biết đâu. Vất vả như thế nào đâu các bạn ạ. Cháy đầu rồi, rồi vàng tóc rồi, rồi. Lạc này thì không sợ là non nữa. Rách mất rồi. Hả? Tại này bị rách mất rồi. Ừ. Lâu. Hại quá rồi. Wow, đã được một tải lạc các bạn nhá. Đó, bắt đầu vác về thôi. Ui da, nặng quá.